Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lên một cái cấu hình thì các bác rất là chất lượng luôn. Cái cấu hình này thì em đang triển khai lắp rất là nhiều. Bởi vì là những hàng chất lượng như này ấy, thì cái giá là mức hợp lý các bác nhé. Còn nếu như là nguyên cái bộ này mà cũng cái cấu hình như này, một súp 40, một đôi loa full 30 và một cấu hình 5 thớt như này, nếu các bác muốn rẻ thì em có thể làm 15 triệu cho các bác được nhé. 15 triệu, đấy, đây em nói là cấu hình rẻ. Còn đây là cấu hình, là cấu hình chất lượng, một quả súp chính hãng Tech Prodio, một đôi loa chính hãng AV, một con đẩy chính hãng AV, một con lọc nguồn chính hãng của Thanh Trúc Nhật. Chính hãng Thanh Trúc Nhật có nhé, năm nay thì nhập nhiều rồi các bác, chất lượng các bác nhé. Và một con 3D Ultra, một con vang số cái 6 của AV Pro, và cũng một con mic chính hãng AV Pro. Nói chung là có hai con này là của Thanh Trúc, hai con này là của Thanh Trúc, Thanh Trúc nhập. Đấy. Còn tất cả là chính hãng của các công ty có bảo lãnh. Còn cái hàng này là Thanh Trúc bảo lãnh các bác nhé. Đấy. Không giới thiệu nhiều, bây giờ em sẽ hát luôn các bác nghe cái chất lượng của bộ này luôn bác nhé. Chờ em kê cái điện thoại làm nhanh video, bây giờ đi về còn đi uống rượu khai trương cửa hàng. Rồi, đấy, các bác chờ em một lát để em nổi nhạc các bác cùng nghe. Hôm nay thì bắt đầu các bác nhé. Vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết đi tàn bao đêm, để mình rồi sẽ mang em thật xa. Vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi ta bao đêm bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Có con tôi rơi đôi anh đi, buồn từ đêm bơ vơ lạc bên mơ, biết sẽ rất buồn khi đang mai về, ước sẽ có ngày tay níu tay một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi tan baby, rồi sẽ mang em thật xa. Khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chờ mơ một giấc mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi, có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi người đang lòng thế thật sao. Đêm nay ai nghe tiếng ai, xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Tạm xin tô các bác nhé. Hôm nay hát thế thôi, hôm nay em đang bị Covid.
Em bị Covid 2 ngày rồi. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái bộ này em quên giới thiệu đây. Một quả súp 40 này, còn là quả súp 40 điện nhé. Và một đôi loa chính hãng, quả súp chính hãng. Bát 30, loa thì bát 30, súp bát 40, anh đánh rất lực nhé. Khách nào đã mua súp này của em rồi thì biết này, đánh rất lực này. Đấy. Mà tầm giá thì khả năng là cao hơn súp Việt Nam một tí thì tí thôi. Có thể nói là ngang bằng, ngang bằng súp Việt Nam. Còn nhiều ông bán súp Việt Nam còn cao hơn cái con này. Và nguyên bộ dàn này, bác nào cũng như cử đường sử dụng thì liên hệ trực tiếp với thằng Trúc nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé.